Đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu, mời đại chúng ngồi tịnh tâm 5 phút. Quý vị ngồi trong cái cách nào mình cảm thấy dễ chịu nhất. Giữ lưng vừa thẳng, hai vai thả lỏng, hai bàn tay của mình buông lỏng ra ở trên hai gối, hoặc là mình đan lại giống như Phật đang ngồi thiền, để trong lòng bàn chân mình. Nói chung là tay chân toàn thân của mình thả lỏng ra, đừng có bắt một nơi nào nó phải gồng. Thả lỏng ra, mắt mình có thể nhắm lại để không bị những cái duyên ở bên ngoài. Bây giờ thân mình ngồi thư thái, tinh thần mình buông lỏng ra, không lo toan, không sầu muộn, không tính toán, và chúng ta để đâm đến nơi chóp mũi của mình, và chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang thở vào và chúng ta đang thở ra. Không cần phải cố gắng để thở, không cần phải dồn ép hơi thở, cứ để hơi thở ra vào một cách tự nhiên. Khi hơi thở vào, cảm nhận khỏe, thở ra cảm nhận bình an. Thở vào khỏe quá, thở ra bình an. Thở vào, tôi biết tôi đang có mặt ở đây với thầy, với bạn. Thở ra, tôi mỉm cười hạnh phúc.
Thở vào, thân tôi đã an. Thở ra, tâm tôi đã tịnh. Thở vào, tâm an. Thở ra, tâm tịnh. Thở vào, giây phút này rất thật. Thở ra, mỉm cười với giây phút hiện tại. Bao nhiêu ngày trông đợi, bao nhiêu ngày mong chờ, bây giờ tôi đang ngồi đây với thầy, với bạn là một sự thật. Và tôi đang mỉm cười, đang hạnh phúc với giây phút hiện tại này. Cứ để cho hơi thở ra vào tự nhiên. Chúng ta chỉ ngồi, ngồi cho thật yên, ngồi cho thật buông thư. Cứ thở thật nhẹ nhàng ra vào và mỉm cười để an hưởng giây phút hiện tại này. Thầy chúng sẵn sàng chưa? Thưa đại chúng, bây giờ trước khi mình bắt đầu niệm Phật để sinh hoạt Phật Pháp, Pháp Hòa tập cho quý vị hát mấy câu cho tỉnh ngủ. Quý vị đọc theo nha. Đã về, đã tới. Bây giờ ở đây. Vững chãi thảnh thơi. Rồi quay về nương tựa. Nay tôi đã về. Nay tôi đã tới. Thuộc không? Đã về đã tới nghĩa là mình không còn đi đâu nữa hết. Những giây, những ngày, tháng mình chờ đợi đến ngày này để được đến đây cùng sinh hoạt Phật Pháp, mà mình đã đến đây rồi mà mình còn rong ruổi tâm ý mình chỗ khác nữa thì nó uổng lắm. Cho nên mình phải biết rằng mình đã về, đã tới. Về đâu? Về với giây phút hiện tại này. Tới đâu? Tới giây phút hiện tại này. Mình muốn tới chùa Tam Quan đã tới rồi, bây giờ còn đi đâu nữa. Cho nên đã về, đã tới. Bây giờ ở đây. Và đi, đứng, ngồi, ăn, nói thật là vững chãi. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Vững chãi nhưng mà thảnh thơi. Vững chãi mà thảnh thơi chứ không vững chãi mà cứng ngắc. Thấy không? Đi như là một cái máy. Vững chãi thảnh thơi, đi thật bình an.
vững chãi thảnh thơi, mình quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. Bây giờ mình tập hát thử hai câu đầu nha. Quý vị nghe trước rồi quý vị hát theo sau. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Hai ba. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Hai ba. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Quý Phật tử mà ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Úc, trong chờ đi Hàn Quốc, mà tới hồi mà được tới Hàn Quốc rồi mà tâm còn chạy về Canada với Mỹ là uổng lắm. Đã về đã tới. Còn Phật tử nào đã sống ở Hàn Quốc rồi mà trông chờ được đến ngày gặp thầy gặp bạn ở tại chùa Tam Quang mà còn đi nữa thì uổng lắm. Cho nên phải đã về đã tới, bây giờ ở đây. Hai ba. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Hai ba. Vững chãi quay về nương tựa. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Hai ba. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Rồi mình hát bốn câu nha. Hai ba. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. Hai ba. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. Hai ba. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. Rồi bây giờ mình hát lại 6 câu. Nghe 6 câu rung quá. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. An trú bây giờ, an trú ở đây. Hài bà. An trú bây giờ, an trú ở đây. Hài bà. An trú bây giờ, an trú ở đây. Rồi nguyên bài nè. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. An trú bây giờ, an trú ở đây. Được không? Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi dường mây trắng. Hai ba. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi dường mây trắng. Quý vị đến chùa Tam Quang ở đây á, chùa thì ở trên núi, phải không? Cho nên vững chãi như núi xanh. Và mình đứng trên núi mình thấy mây sao? Mây bay. Cho nên vững chãi như núi xanh, thảnh thơi dường mây trắng. Hai ba.
vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng hài bạc. Vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, tràm nhiên và bất động. Cửa vô sinh mở rồi, tràm nhiên và bất động. Cửa vô sinh là gì? Tức là cửa không còn ra vào giữa phiền não vui buồn nữa. Tâm mình bây giờ bình an trước mọi trạng thái. Hồi sáng mình tới trời nắng, bây giờ mình thấy lâm râm, không chừng lát chiều mình về mưa làm sao? Không, ở mưa rồi hả? Không sao, trời mưa thì mặt trời mưa. Nhớ bài đó không? Vô ta. Ta biểu vô ta chứ ai biểu vỗ tay. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động. Trạm nhiên tức là yên tĩnh, vắng lặng, bất động. Rồi, vững chãi thành thơi quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới an trú bây giờ. Vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, tràm nhiên và bất động. Bây giờ mình là hát nguyên bài nha. 2, 3. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Vững chãi thành thơi quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới an trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, tràm nhiên và bất động. Bây giờ mình hát làm sao mà lớn hơn thầy. Mấy trăm người ngồi mà hát thua một mấy cái microphone. Rồi, 2, 3. Đã về đã tới, bây giờ ở đây. Vững chãi thành thơi quay về. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới an trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, tràm nhiên và bất động. Tự mình khen mình đi. Rồi thôi bây giờ mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 4 năm 2016. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Tam Quan Sam Quang Sa thuộc thành phố Busan, Hàn Quốc. Sau bao nhiêu năm tháng ngày giờ chúng ta chờ đợi, và hôm nay đủ duyên lành tất cả huynh đệ của chúng ta được gặp nhau tại Hàn Quốc này. Lời đầu tiên, thay mặt cho quý Phật tử trong đoàn ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Úc, ở Việt Nam, xin kính chào tất cả quý Phật tử người Việt, đồng hương người Việt đang sinh sống ở Hàn Quốc này. Kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, sở nguyện được thành tựu. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có buồn ngủ không? Dám nói buồn ngủ. Hồi nãy ngồi là thấy buồn dữ lắm rồi đó. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa lần thứ nhì đến Hàn Quốc. Pháp Hòa đã đến đây lần thứ nhất vào năm 2006. Và lúc đó thì chỉ là một chuyến đi hành hương bốn nước, và trong đó có Hàn Quốc. Thì ở đây được một tuần, đã được đi đến hãng làm kim chi và biết cách làm kim chi. Cho nên lúc nào mà mình muốn chụp hình thì mình cứ nói kim chi. Thay vì ở nước ngoài á, người ta ăn cheese. Ăn cheese là phô mai á, nhiều lắm. Cho nên mỗi lần chụp hình ta kêu cheese. Nhưng mà ở Hàn Quốc không có kêu cheese mà kêu kim chi. Tại vì mỗi lần mình nói chữ chi là miệng mình phải nhăn ra để mình cười. Thưa đại chúng, đặc biệt là những Phật tử lần đầu tiên đến đây, những Phật tử người Việt lần đầu tiên đến đây, chùa đây là chùa Tam Quan, chùa thuộc Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai tức là một cái tông trong 10 tông ở Trung Quốc. Và tông này lấy kinh Pháp Hoa làm tông chỉ. Tức là khi chúng ta nghe nói tông á, thì phải nhớ là tông nghĩa là tông chỉ hay là tôn chỉ. Và cái tôn chỉ của tông này là trì tụng, giảng giải, tu theo quyển kinh Pháp Hoa. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây lúc 2 giờ sáng, và trong đoàn soạn lục tới lui tới 5 giờ. Và thưa đại chúng, là nguyên đêm hôm qua là Pháp Hòa không có ngủ. Thứ nhất á, là mình trông chờ để được ăn kim chi, mừng quá ngủ không được. Thứ hai là cũng sao mà nó tỉnh, cả đêm qua không ngủ rồi cả ngày nay sinh hoạt nhưng mà rất tỉnh, không có gì trở ngại. Và được rất vui gặp quý Phật tử Việt Nam. Lâu nay Pháp Hòa chỉ được nói phone với quý vị, rất nhiều vị đã phone thăm. Cảm ơn những bài nói chuyện đã giúp cho quý anh chị rất nhiều trong cuộc sống, vân vân. Và hôm nay chúng ta được gặp nhau như thế này. Và ngôi chùa này thuộc Tông Thiên Thai, và tông này được một vị tổ ở Hàn Quốc, hiệu của Ngài là Thượng Nguyệt Viên Giác. Ngài sanh năm 1911, mất năm 1974. Cái năm mà Ngài mất á, là năm Pháp Hòa ra đời.
Thì thưa đại chúng là Ngài là người khôi phục lại cái tông này ở tại Hàn Quốc vào thế kỷ 20. Ở Hàn Quốc có hai tông lớn, một là tông Tàu Khê, hai là tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai lấy kinh Pháp Hoa làm chuẩn, làm tông chỉ tu quán. Hồi sáng này Pháp Hòa đi lễ Phật thì bước ra trên đường, ngó thẳng qua thì bên kia thì thấy có một cái điện, một cái đường để chữ Hoa là Pháp Hoa Tam Vị Đường. Rồi bước vào chánh điện lễ đó thì thấy ở trên chánh điện để thờ kinh Pháp Hoa. Rồi qua bên giảng đường này cũng thấy để bộ kinh Pháp Hoa. Và khi bước vào khách đường đọc cái bia thấy là Tông Thiên Thai. Thì đối với những vị Phật tử mà Việt Nam mà lần đầu tiên đến đây và biết chùa nhưng mà chưa biết được cái đường lối ở đây, thì Pháp Hòa xin giới thiệu một chút xíu thôi về đạo tràng này. Và đạo tràng ở đây á, cái cách tu á, là ban ngày làm việc, ban đêm tham thiền. Cũng giống mình vậy đó, ban ngày làm việc, ban đêm ngủ. Thì mình ngủ cũng là tu, nhưng mà nếu mình biết cách ngủ thì ngủ hạnh phúc, không biết cách ngủ thì ngủ mệt mỏi. Cho nên khi mình ngủ á, là mình phải nghỉ. Người ta kêu ngủ nghỉ mà. Nghỉ cái gì? Nghỉ mọi sự suy nghĩ toan tính để chúng ta có thể ngủ ngon. Cho nên nghỉ là nghỉ cái gì? Mình nghỉ không làm việc nữa mới có nghỉ cái thân thôi. Bây giờ lên giường ngủ đừng suy nghĩ, nghỉ ngơi đàng hoàng. Cho nên giấc ngủ mình tuy ít nhưng mà sâu và khỏe. Cho nên người tu ngủ rất ít, nhưng mà tại sao người ta tỉnh hơn mình, trí người ta sáng hơn mình. Còn mình ngủ quá trời quá đất mà học nhiều quên hết. Tại vì mình nghĩ là ngủ nhiều mới tốt, nhưng mà thật sự ra ngủ đủ thôi, mà thiếu thiếu một chút cũng tốt. Tại vì ngủ nhiều mất dấu. Biết ngủ nhiều mất dấu không? Ngờ u ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi còn gì. Đó tự nói à nha. Em không có nói à. Ta kêu là ngủ nghỉ. Và cái tông Pháp Hoa đó lấy hai câu này làm tông chỉ để tu. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Thế nào gọi là thị pháp trụ pháp vị? Nếu mà mình biết rõ được cái bản chất của tất cả các pháp, nó không có cái tự tánh. Ví dụ cái đồng hồ nó cứ nhảy từng giây, giây này nó nhảy, nó không có ở yên chỗ. Cũng giống như ngọn đèn, giây này nó khác với giây khác. Nhiều khi mình thấy nó y nguyên, nhưng mà thật sự quý vị nhìn cái ngọn đèn cày, nó phải có sự biến đổi, cho nên nó mới đến cái giây phút hết sáp tắt đèn. Có phải không? Ngày thứ sáu Pháp Hòa, quý Phật tử còn ở Canada, rồi sau 15 tiếng bay chờ đợi vân vân qua tới Hàn, rồi xuống tới phi trường đứng xếp hàng chờ để mà vô trình hộ chiếu để nhập cảnh, lấy hành lý, rồi gặp Phật tử ào ào cái chút cái nó hết.
rồi chụp hình, tặng bông, tặng hoa, rồi lên xe. Nó biến chuyển vậy. Cái về tới chùa đây 2 giờ sáng. Hồi sáng này thầy viện chủ có nói một câu mà ông Hòa tức cười đó. Ngài mới nói là Đức Quan Âm Bồ Tát không bao giờ mà Ngài ngưng nghỉ làm việc. Chúng ta gọi Ngài lúc nào là Ngài có mặt. Ngài không có off phone. Mình mệt mệt còn off phone tắt, chạc pin đi ngủ. Hay là mình nhìn số phone ai mình không ưa, mình tắt một cái, không thèm trả lời. Có phải không? Còn Đức Quan Âm á, kêu giờ nào Ngài có giờ đó. Mà thật sự là đúng như vậy. Cái đoàn đi ngày trên dưới đâu chừng 30 người à, mà gần 60 cái vali. Chiếc xe bus chở không hết. Cuối cùng dư lại gần 30 cái hành lý. Phải mướn một chiếc xe truck chở riêng từ ở phi trường về tới đây. Về tới đây mà xuống tới chân núi làm sao khiêng lên, toàn là mấy cụ không ăn. Nhưng mà Đức Quan Âm thị hiện màu nhiệm. Đức Quan Âm thị hiện qua hình tướng của 2 nam cư sĩ có 2 chiếc xe chất vali hành lý lên, chở đâu chừng vài chuyến cái đủ hết vali. Vậy thì chúng ta đừng có lầm Đức Quan Âm phải ở hình tướng người nữ bắt ấn về nghe. Đức Quan Âm có thể thị hiện bằng bất cứ tướng gì. Rõ ràng trong phẩm pháp môn xác định phải không? Nơi nào cần Quan Âm thị hiện hình nam thì Quan Âm sẽ hiện đồng nam mà vì đó nói pháp. Nơi nào thị hiện đồng nữ thì Quan Âm sẽ thị hiện người nữ để vì đó nói pháp. Như vậy Quan Âm thị hiện chưa? Rồi. Nếu mà chúng ta thấy được các cái pháp nó không có tự tánh, có nghĩa là đừng có nghĩ là Quan Âm là nữ. Quan Âm có thể biến hiện bằng bất cứ hình tướng gì. Và cái chủng tử Phật của chúng ta nó ở trong chúng ta, tất cả đều do duyên mà nó sinh trưởng. Có những người ngày xưa không biết Phật, rồi mình cứ xác định anh này là không bao giờ tu. Mình xác định như vậy là chưa đúng. Tại vì tự tánh hung dữ đó nó đâu có thiệt đâu. Chẳng qua là nó tạm ngủ vì nó chưa đủ duyên để nó khai sáng. Cũng giống như quý vị có cái điện thoại cầm tay, đi đến cái nơi nào mà nó không có cái signal của wifi, internet thì bấm nó có vô không? Nó không có vô. Rồi không lẽ mình nói cái điện thoại này hư? Nhưng mà khi đủ duyên thì nó nhảy vô có wifi. Đúng không? Như vậy thì tự tánh của các pháp, tất cả các pháp nó không có cái tự tánh mà mình đặt cho nó một cái cố định đó. Một con người xấu họ cũng có thể trở thành những người tốt nếu duyên đủ. Có nhiều khi có những người người ta gặp bao nhiêu người nhưng mà người ta không ngộ. Tự nhiên lần cuối đó họ nghe một cái bài pháp, một câu đơn giản mà ngộ. Có một chú Phật tử, chú bệnh hoài cho nên chú buồn lắm. Chú chán trường, chú buồn bã cho cái bệnh của chú. Thế thì một hôm Pháp Hòa đi giảng về, thì chú tình nguyện đi ra phi trường đón Pháp Hòa. Thì khi mà chú ra phi trường đón thì lên xe rồi thì hai chú cháu ngồi nói chuyện. Pháp hỏi thăm chú lúc này chú làm sao. Chú mới nói con cũng vậy thầy ơi, nó không bớt. Thì Pháp Hòa mới nói thôi, tuổi này mà bệnh vậy nó không
xấu hơn là mừng rồi. Tức là thay vì nó tệ hơn, và ở cái tuổi của chú 50-60 mà bệnh tình mà không tệ mà nó ở vậy là mừng không? Mừng. Pháp Hòa vô tình nói một câu vậy thôi. Chú về chú khoe với vợ, chú nói trời ơi hôm nay á, đi xe với thầy, thầy nói một câu mà anh về anh khỏe ghê lắm. Tại vì lâu nay mình cứ nghĩ đến cái bệnh, rồi mình nghĩ rằng cái bệnh này là nó xấu, nó tệ, nhưng mà không ngờ. Cho nên cái người mà người ta đủ một cái duyên, người ta nghe câu bình thường, một cái câu bình thường tự nhiên người ta cũng có thể khai sáng và ta tỉnh táo, ta vui vẻ. Cho nên thưa đại chúng, hồi sáng này thầy viện chủ có nói rằng á, tất cả đều là cái duyên. Cho nên á, cái chủng tử Phật do duyên mà sanh khởi. Tại vì nó có thể thay đổi. Chẳng hạn như là quý vị thấy trời ơi ui, mình nói là sẽ mưa. Nhưng mà có thể là có mưa và cũng có thể không mưa. Mà bây giờ nếu có mưa, không lẽ mưa hoài, nó cũng sẽ dừng. Mà mình luôn luôn mình có cách để mình mưa, thì mình cũng có cái cách để mình tránh mưa. Thí dụ như mình cầm dù hay mình làm gì đó. Ở đây quý vị có biết hò vô ta không? Vô ta biết không? Cái bài dân ca đó. Thí dụ như là bây giờ quý vị Pháp Hòa hò một câu, rồi quý vị vô ta thử coi nó vô không. Thí dụ Pháp Hòa hò là trời mưa thì mặt trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta đi dù. Nhưng mà nếu trời mưa thì mặt trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta ở nhà. Cái câu mà Pháp Hòa muốn nói đó là thị pháp trụ pháp vị, biết tất cả các pháp nó không vậy, rồi mình an trụ trong cái pháp nó như vậy, rồi mình biết cái tướng gì, thế gian tướng thực. Cái tướng thật của thế gian á, nó thường trụ là trụ cái gì? Trụ ở cái chỗ thay đổi đó đó. Cũng giống như ta nói á, vô thường thì cái gì là thường? Vô thường là thường. Thí dụ mình đặt câu hỏi, mình nói tất cả các pháp là vô thường, đây là mọi sự này là vô thường, là hoa, nhà, thân xác gì, cái gì cũng vô thường. Vậy cái gì là thường? Vô thường là thường. Cái vô thường nó là thường xảy ra. Không có vô thường sao có mình ngày hôm nay, phải không? Nếu không có vô thường thì làm sao đến ngày 1 tây tháng 4, rồi quý thầy, quý Phật tử từ các nơi bay về đây, rồi cũng vô thường, cho nên sáng nay mình gặp, và do vô thường còn mấy tiếng nữa mình đi về, rồi do vô thường hết ngày hôm nay, rồi cái ngày mai mình được gặp nhau nữa, rồi cũng do vô thường hết ngày hôm nay thì thầy đi chỗ khác, rồi thì nhờ vô thường cho nên chỗ khác mới được có cơ hội tiếp tục sinh hoạt những ngày nữa, rồi nhờ có vô thường cho nên những ngày khổ của mình đã qua, bây giờ tới cái hồi mình an vui hạnh phúc. Cho nên vô thường thực chất nó cũng không là hẳn là khổ. Mình cứ nghĩ cái một chiều vô thường là khổ, nhưng mà không phải. Vô thường không có khổ, mình không chấp nhận vô thường mới khổ. Còn vô thường là một sự thật, mà nếu mình nghĩ ra cái điều tích cực, thí dụ như một hạt lúa trồng mà không có vô thường làm sao hạt lúa nó nảy mầm, nó ra gạo, phải không? Rồi một cái bông, một cái hạt không có vô thường làm sao nó có thể lớn lên thành cây hoa được. Cho nên thường trong vô thường là vậy. Mọi việc ở trong vô thường nhưng mà nó rất thường. Nó thường là thường như vậy, và tâm của chúng ta cũng thường thấy như vậy. Tâm của chúng ta thấy như vậy là chúng ta nếm được cái pháp vị. Cái pháp mà Phật chỉ với chúng ta là pháp gì? Cái pháp thấy được lẽ thật.
để chúng ta sống bình an. Cái lẽ thật của các pháp là không có cố định, không có cái nào. Bây giờ quý vị nhìn một cái hoa, quý vị nói cái hoa này là hoa cẩm chướng, mà mình gọi nó là hoa cẩm chướng. Nhưng mà tự nó có gọi nó là cẩm chướng không? Không, tự mình đặt mà. Nó không hề xưng nó là tên gì hết, nhưng mà tự mình đặt nó là cẩm chướng. Nhưng mà nếu như mình tách nó một, cái này không còn gọi là cái hoa nữa mà gọi là cánh hoa. Rồi bây giờ tách từng cánh ra hết thì cái không có cái gì gọi cẩm chướng hết. Như vậy cẩm chướng do nhiều cái không phải là cẩm chướng nó ráp vô đây để gọi là cẩm chướng. Thấy được cái đó không? Mà thấy được như vậy thì chúng ta thấy được cái không tự tánh của nó. Nó không có cái cố định là hoa gì hết. Cái xác định của nó là vậy. Cho nên á, một người Phật tử, một người Phật tử chúng ta, như hồi sáng thầy viện chủ dạy là mình phải sống tích cực, đừng có nghĩ đến tiêu cực nhiều quá, nó làm cho tâm ý mình khổ đau. Cái gì cũng do mình suy nghĩ hết. Thí dụ như là cái khổ thì mình nghĩ khổ, cái từ mình nghĩ khác, mình nghĩ đây là cơ hội để thử thách cái sức chịu đựng của mình. Có nhiều khi á, quý thầy ngồi nó nóng ghê gớm lắm, bởi vì hai ba lớp áo, lớp ở trong một bộ đồ, rồi ngoài cái hậu, hồi sáng này mặc cái áo nâu này, rồi thêm cái hậu đàn, rồi thêm cái y nữa, mà ngồi dưới cái ánh đèn này nữa, thí dụ vậy đó. Rồi mình nóng nực, mình khó chịu đi. Mà nếu mà giây phút đó mình quán, mình nói cái nóng này so với cái nóng ở những cái xứ nóng hơn như là sa mạc, hay là thậm chí cái nóng của địa ngục này không ăn thua. Rồi cái khổ của mình nói mình khổ, nhưng mình nghĩ rằng có những người ta còn khổ hơn mình nữa, cái tự nhiên mình nhẹ ra. Đó. Bây giờ muốn thấy được tất cả cái tướng thế gian thường trụ như thế thì mình phải nhập cho được cái gì? Mình cho thấy cho được là mình phải ngộ cho được rằng tất cả đều không có tự tánh. Nó chẳng qua là do duyên mà nó có mặt thôi. Đủ duyên thì mình có mặt. Ví dụ bây giờ mình đã chuẩn bị hết, mà tự nhiên bây giờ có một biến cố xảy ra, hãng bay không tiếp tục được, thì mình cũng không làm gì hơn được. Có những cái mà mình nó không nằm, mình không có làm gì được hết, phải chịu thôi. Có nhiều người người ta than, chẳng hạn như năm nay năm Thân nè. Năm Thân là năm khỉ phải không? Mà người ta sợ tuổi con khỉ lắm, tại vì ta nói tuổi Thân con khỉ ở lùm đó. Rồi có nhiều người ta than, người ta nói người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi, riêng em luống những ngậm ngùi tuổi Thân. Cho nên ai, nghĩa là tuổi gì không biết nữa, mà hãy buồn buồn thấy tuổi Thân quá. Mà không có chịu tuổi khác. Mà hễ mà tuổi Thân rồi thì thế nào cũng lấn qua tuổi Tỵ. Dần Thân Tỵ. Không, Tỵ là tuổi gì? Không phải, tuổi Ganh. Tuổi Thân tôi không có mà sao người kia có. Có nhiều khi ngồi ăn hai chén cơm mà ngó sao người kia tới ba cục tàu hủ, tôi có hai à. Vừa tuổi Thân cái là qua tuổi Tỵ liền. Cho nên á, ở trong văn hóa cũng như kinh sách hay nhắc về con khỉ. Thưa đại chúng, con khỉ nó có nhiều cái điểm. Như là Đức Phật hay nói con khỉ, cái tâm của mình giống như con khỉ vậy đó. Nó nhảy hết cành này, nó sang cành khác. Cũng giống như nãy giờ chúng ta ngồi đây, chứ nhiều khi cái tâm khỉ của mình nó cũng chạy rồi. Nó nói trời ơi, sắp 3 giờ mà sao thấy không hết. Lát tôi trễ xe.
tôi hẹn này hẹn kia, thí dụ vậy đó. Gọi là Đức Phật gọi là tâm viên ý mã, tức là cái tâm mình như con ngựa ý à, xin lỗi, tâm mình như con khỉ, con vượng, cái ý mình như con ngựa, gọi là tâm viên ý mã. Nhưng mà ở trong kinh Đức Phật cũng có nói đến cái cách sống của con khỉ, rồi Phật dạy chúng ta sống cái hạnh của như giống như con khỉ. Ví dụ Phật nói như thế này: con khỉ nó thường hay tìm những cái cây to, có cái nhánh rất nhiều, vững chắc, xanh tốt, xum xuê để làm chỗ ở. Người đệ tử Phật cũng phải tìm những bậc phạm hạnh, có đức hạnh để nương tựa. Quý vị nghe kịp không? Con khỉ thường đi tìm những cây to, bóng mát để trú ở. Thì tất cả chúng ta trong sự tu hành, trong đời sống của mình, chúng ta cũng phải cần nương tựa những bậc có đạo đức, có thiện lành. Ví dụ như mình chơi với bạn, mà nhiều khi những người bạn đó cũng là những người mà mình nương tựa vững chắc. Tại vì mỗi khi mình buồn, mình tới mình tâm sự, người đó có thể giúp mình giải bày được. Hoặc là người đó không giải quyết được, nhưng mà ít nhất cũng chịu khó ngồi lắng nghe mình. Cho nên ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, Tổ Quy Sơn có một câu: khởi bất kiến, ỷ tùng thiên cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, anh há chẳng thấy. Cái dây sắn nó leo theo cái cây tùng, có khi lên tới cả ngàn trượng. Nếu như mình biết nương vào những cái thắng duyên như vậy, thì mình sẽ có những cái hiểu biết, những cái đời sống an vui, rộng rãi, tốt lắm. Gọi là phương năng quảng ích. Khởi bất kiến, ỷ tùng thiên cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, phương năng quảng ích. Mình hãy nên nương vào cái thắng duyên đó, thì nó sẽ có ích lắm, mà ích lợi lớn lắm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình được sống ở nước ngoài, như nước Mỹ, nước Canada, hay thậm chí ở Hàn Quốc này, tuy thỉnh thoảng chúng ta cũng có nhiều cái mặt khổ, nhưng mà cái cơ hội mà để chúng ta sống tốt, kiếm có thể có tiền giúp đỡ người thân của mình ở đây nhiều hơn ở quê nhà, thì thôi chịu cực một chút, chịu khó một chút, mà mình được những cái lợi ích khác. Có nhiều khi mình gần một vị thầy, thầy hơi khó tánh, nhưng mà ở nơi thầy, thầy có chỉ giáo cho mình được nhiều điều lợi tốt. Mình phải nương vào đó mình sống. Cho nên Phật có dạy, ở nơi nào mà có ăn mà không có tu, không nên ở. Ở nơi nào mà có tu mà thiếu ăn, ráng ở. Ở nơi nào có ăn có tu, bám mà lấy, ở. Ở nơi nào không tu cũng không ăn, đi lẹ. Và mình thấy rằng, thí dụ ở chùa Tam Quan này, đến đây mà chẳng những có tu mà còn gì nữa, còn có ăn nữa, ổng ở uổng quá, phải không? Cho nên đó, mình gần những cái bậc. Bây giờ mình nói về cái chỗ đó là cái phương tiện để mình sống. Còn về ở cái mặt những bậc thầy đạo đức, thì Đức Phật có quy định nè, những bậc mô phạm là gì? Những vị đó có giới đức,
Có giới đức tức là những vị đó giữ giới thanh tịnh. Có tàm quý. Có tàm quý là sao? Biết hổ thẹn. Người sống mà không có hổ thẹn là một cái dở. Ví dụ như mình lỡ lời thì mình phải biết hổ thẹn, phục thiện bằng hai cách. Một là mình xin lỗi. Hai là mình tự tâm mình sám hối, mình tự cải. Có nhiều khi mình tự ái, mình không dám xin lỗi, không biết làm sao xin lỗi, ngại quá, mắc cỡ quá. Thì mình có thể thực hiện cái cách thứ hai là tự mình thay đổi, để người ta thấy được mình có tâm xin lỗi qua hành động. Đức Phật có dạy chúng ta một cái tinh thần trong giới luật, đó là tinh thần tương sám. Tương sám là sao? Là chúng ta phải nương vào nhau mà sám hối với nhau. Sám hối với nhau là có nghĩa là nói theo đời là xin lỗi nhau. Có một cái gia đình đã ngồi ăn cơm, thì cô vợ lỡ tay mở cái tủ để lấy chén, vô tình rớt chén bể. Thì cô vợ mới nói: ô, con xin lỗi, con sơ ý quá, mở tủ mà không có coi, làm bể chén. Ông chồng ngồi vô ghế chuẩn bị ăn cơm rồi, ông chồng mới nói: em có lỗi gì đâu, lỗi tại anh đóng cái tủ cao quá, làm em với không tới, em đụng chén bể. Bà má mới nói: ồ, hai con đừng nói vậy, lỗi của má, hồi nãy má cất cái chén mà không cẩn thận đẩy vô trong, để méo quá làm con dâu làm rớt bể chén. Đứa con nhỏ nó đứng ra nó nói: trời ơi, thôi cả nhà xin lỗi với nhau hết rồi, bây giờ mời lên ăn cơm. Quý vị thấy câu chuyện đó không? Nhưng mà thường thường mình ít khi nào mình nói vậy. Mình vô ăn cơm rồi mà bà vợ lỡ rớt cái chén cái: làm gì vậy? Không thấy đường hả? Tới giờ ăn rồi mà còn làm mất thi giờ nữa à? Bà sùng lên nha. Hồi nãy bà cũng định xin lỗi mà bà chưa kịp cái mình sáng ba câu. Bà nói: ông tưởng tôi rảnh lắm hả? Tôi nấu ăn mệt mỏi. Rồi tôi rồi cái còn cái bà già này nữa, để chén không cẩn thận làm tôi rớt thôi không? À, rồi cái bà già bà tức cái mình của bà nói: thôi con lại ba lại mẹ cho con xin. Bà nói chổng vậy đó. Bà nói vậy đó. Còn mà cuộc đời là nó là như vậy. Rồi cái đứa nhỏ kia nó nghe ba mắng mẹ, mẹ mắng lại ba, phải không? Rồi bà nội ra sám hối, và sám hối kiểu đó vậy: thôi ba má cho con xin, lỗi con. Thì thằng nhỏ này nó nghe nó bực bội quá: thôi mệt quá, tới chưa tới giờ ăn mà ăn một trận này rồi, giác áo ra tiệm. Chỉ một lời xin lỗi thôi mà nó sẽ giải quyết được hết vấn đề. Nhưng mà không có một lời đó thì mọi vấn đề nó sẽ đổ vỡ. Mà thường thường á, xin lỗi có hai chữ thôi, nhưng mà nếu mà là nó giải quyết hết, không hai chữ đó, không thấy đường hả, nó tới 4 chữ lần, 5 chữ lần. Rồi cái người kia gia tăng ra: ông tưởng tôi rảnh lắm hả? Gia tăng ra à. Rồi hoặc là ông chồng nói: mệt à, đi làm về mệt còn gặp ba nữa. Hất mâm cơm xuống cũng có. Cho nên thưa đại chúng, cái thấy chúng ta của người tu là thấy cái gì? Thấy cái nhân khổ. Thấy cái nhân khổ. Để chúng ta thấy được cái nhân, thấy được cái quả, thì chúng ta tắt liền ngay cái nhân. Cho nên có nhiều khi ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Nó có hai phương diện. Trước hết là Phật chỉ cái khổ nhân, khổ quả để chúng ta đừng tạo, thì cứu khổ mình ngay đó đó. Giống như mình nghe câu chuyện này rồi, mình thấy à, rõ ràng chỉ cần câu xin lỗi cho nó giải quyết xong. Rồi lỡ hồi nào giờ mình sống kiểu kia, giờ cứu khổ trở lại. Lỡ mai mốt chuyện gì xảy ra, thí dụ mình đi đường, mở cửa ra đụng cái người kia, xin lỗi. Nhưng mà nếu mình quên cái đó, mình thiếu chánh niệm ở chỗ đó,
đuôi hả? Thấy tôi đi ra không? Hoặc là mình đang bưng tay vậy cái mình mắng, trời trời nhưng thấy đường nhé, ta bưng nặng vậy mà còn đứng cản đường, thí dụ vân vân. Trong cuộc sống thì nó nhiều thứ lắm, do chúng ta thiếu chánh niệm. Cho nên hồi nãy mình ngồi mình thở là mình chánh niệm hơi thở, thở rằng tôi còn đang sống đây, thở rằng tôi đang ở cái giây phút hiện tại đây chứ không có giây phút nào khác. Tại vì tích tắc sẽ qua. Hồi nãy mình nói 2 giờ, bây giờ nhìn đồng hồ 3 giờ. Đó, quý vị thấy từng phút nó đi qua. Cho nên mình nói là 12 ngày ở hàng, một cái vèo 12 ngày nó xong. Rồi sau cái chuyến này về được có mấy ngày, về tới Canada Pháp Hòa có 2 ngày tu học, sau đó là đi Mỹ 1 tuần. Nó liên tục. Mà nếu mà mình suy nghĩ trời ơi còn chương trình dài dài, cái tự nó phát mệt. Thôi giờ làm sao, 12 ngày này cứ biết 12 ngày này thôi. Cho nên á, con khỉ á, nó biết nương vào cái cây to có cành lá xum xuê xanh tốt để nó trú. Người Phật tử cũng nương vào những bậc đức độ để chúng ta nương nhờ. Có nhiều khi á, cái người đức độ ta sống, ta luôn luôn dạy mình có cái lòng vị tha bao dung. Ví dụ như là con mình mà nó đi chơi với bạn về nó bị đánh, ở thấy con mình bầm mặt là mình nóng mô nóng, ai đánh mày? Nói dạ A thằng B, vậy sao mày ngu quá mày để cho tao đánh, mày không đánh lên nó. Mà nó không có hỏi nguyên do gì sao hết á. Mình phải mắng con mình trước là tại sao nó lại thua cơ người ta, bị bấm đánh tới bầm mắt. Nhưng mà biết đâu nó đánh ta lỗ đầu rồi. Mình không hay. Rồi cái người đó có tàm quý, có nhiều pháp lành. Đó, nhiều pháp lành là như cái vụ mình thấy, tại sao người ta đánh con có làm gì sai mà người ta đánh. Chứ mình đâu có nói tại sao mình không đánh lại người ta. Rồi thí dụ nó nói má má, hồi nãy con đi đường á má, con lượm được 50 đồng, hỏi đâu rồi? Rồi nói dạ con trả lên ta. Trời đất sao mày ngu dữ vậy? Hoặc là mình đi đường mình thấy có ai làm rớt vàng vòng chi đó, mà nói con giả bộ chạy lên đứng yên đạp lên con, đợi vắng vắng người lượm lên đưa má con. Cái đó là mình không phải pháp lành. Mình cũng có phương pháp, nhưng mà phương pháp này là trong Bồ Tát giới gọi là gì biết không? Cái đó Bồ Tát giới gọi là mình á, là người có nhân tham. Gặp chiếc cà rá người ta rớt là duyên tham. Chỉ con chạy tới đạp lên con, cách thức tham. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, cho nên thành nghiệp tham. Hiểu ý không? Mình có cái tham, cái duyên mình có sẵn, cái nhân có sẵn rồi, cho nên gặp của ai rớt là nó tạo, nó kinh khởi cái duyên liền, gọi là duyên tham. Rồi nghĩ cái cách, thay vì nó con lại lượm trả cho cái chú đó mới rớt con, không có đâu, con chạy là đạp lên đó, đứng yên đó con, đừng đi đâu, nghe giả bộ ngó trời ngó đất chờ chờ vắng người đưa má con. Đó là cách thức tham. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham. Mà khi đầy đủ ba yếu tố này thì thành ra cái hành động của tham, gọi là nghiệp tham. Trong Bồ Tát giới nói rõ như vậy. Cho nên á, người phải có pháp lành vững chắc. Tàn lá xum xuê là người giữ các gìn các pháp. Giữ gìn pháp là sao? Mình phải biết đem cái giáo pháp này giữ gìn và soi sáng một cách chân thật. Thí dụ như Phật tử mình đang tụng kinh ngon lành vậy đó,
Người ta hỏi lúc này tụng kinh gì, nói dạ em nghe quý thầy giảng kinh Pháp Hoa hay quá em tụng kinh Pháp Hoa. Nói trời đất, tại sao tụng kinh Pháp Hoa? Kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa biết không, còn nhỏ tuổi đừng tụng. Hỏi tuổi nào mới đủ tuổi? Nhỏ không tụng mà tới đợi mất mờ quá, nói già rồi thôi mờ đừng tụng. Rồi ví dụ như người ta còn trẻ không cho tụng, cái người ta tới hồi người ta có vợ có chồng nó không được, còn vợ còn chồng không được tụng. Vậy suốt đời người này không có cơ hội tụng. Cho nên không có cái chuyện là kinh Pháp Hoa chỉ dành cho số tuổi nào, mà cũng không có cái chuyện là kinh Pháp Hoa tụng bị tham, tụng bị sân, tụng bị nóng tánh, tụng bị cái này, tụng bị cái kia. Mới đây có người hỏi Pháp Hoa, viết thơ về chùa hỏi. Người ta nói chú Đại Bi là Đại Bi nghĩa là từ bi lớn. Mình tụng chú Đại Bi mà tâm chưa Đại Bi thì ma quỷ sẽ tới. Trời đất ơi. Rồi Phật tử hỏi tụng chú Đại Bi, Pháp Hòa nói tụng chú Đại Bi đi, mà bây giờ không chú Đại Bi mà có thím Đại Bi cũng tốt. Chú thím gì cũng được hết, miễn là Đại Bi là được. Không có chuyện đó. Cho nên mình nhiều khi mình giữ gìn pháp là mình không biết là mình truyền kiểu vậy đó. Ví dụ như ba cái màu áo mà chúng ta mặc, màu lam nè, màu nâu nè, rồi màu gì nữa? Màu gì trong đạo mình hay mặc? Màu vàng. Cư sĩ Phật tử thì màu nâu, màu lam, quý thầy thì màu vàng. Ở ngoài đời người ta có phim dưới hai màu áo. Bây giờ mình nhà chùa mình dưới ba màu áo. Màu nào cũng là tượng trưng cho đất hết. Màu lam, màu nâu, màu vàng đều là tượng trưng cho đất. Tại vì đất vững chắc, sâu rộng tượng trưng cho nhẫn nhục. Cho nên cái người tu của chúng ta phải có nhẫn nhục, nhịn nhường. Mà cái người mà có nhẫn nhục á, cái đức lớn mình nương tựa được. Dạ bây giờ Phật dạy mình cái hạnh đầu tiên của con khỉ là vậy. Bây giờ cái hạnh thứ hai nè, là con khỉ á, lúc về chiều tối, tức là hoàng hôn xuống, thì con khỉ nghỉ qua đêm ở chỗ yên tĩnh. Con khỉ mà ban đêm là nó kiếm hang, kiếm chỗ nó ở. Một người tu của chúng ta phải thường ở những chỗ vắng lặng yên tĩnh. Ví dụ như là ở nhà mình có thể 2-3 tháng mình mới tổ chức tiệc tùng một lần. Chứ mà thường cái gia đình mình là thường là gì? Yên tĩnh. Chứ còn nếu mà nhà mình mà ngày nào cũng tiệc tùng hết, mình chịu gì nói? Ồn lắm. Cho nên lâu lâu mới có tiệc. Thường là yên tĩnh. Vậy trong chùa mà bữa nào mình vô nói, ủa sao bữa nay chùa yên quá vậy? Ủa chùa không yên chứ không lẽ chùa ồn. Phải không? Mà hôm nào mà chùa mà có ồn ồn, nói sao chùa ồn quá vậy? Không biết mình muốn gì. À, bữa nào mà chùa yên vắng, lẽ ra mình vô mình nói trời bữa nay chùa yên vắng thích quá. Mà vô nói sao bữa nay chùa yên tĩnh quá vậy, không có chuyện gì hết hả? Mà nếu có chuyện gì nó chùa gì mà tối ngày có chuyện. Không biết mình muốn cái gì. Cho nên nó thưa đại chúng, cái trụ xứ vắng lặng của mình là gì? Ngoài cái chỗ ở, nó còn có cái nghĩa là chúng ta luôn luôn biết trở về sự vắng lặng của tâm hồn. Không có cái hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Ví dụ ha, hôm nào mình có nhiều lo coi, lo lắng trong lòng, không biết đói, đúng không? Mà thậm chí không buồn ngủ, mà hồn mình không biết nó đi đâu. Nhưng mà cái chuyện đó mà ai báo cho biết đã được giải quyết, trời ơi, người mình sao? Nhẹ ra. Lúc đó sao tự nhiên cái bụng nó kêu quá. Lúc đó biết đói.
Mà lỡ ai đem mình ngồi vô ghế mà mắt mình ăn, mình nhai vậy thôi chứ mình không có biết vị. Mà khi lòng mình vui, không có gì lo, ăn biết ngon. Đó, ví dụ như vậy để thấy cái gì gọi là sự nhẹ nhõm của tâm hồn, an tịnh của tâm hồn. Cho nên đó, ở con khỉ mình học được hai hạnh. Một là con khỉ biết tìm những cái cây to bóng mát để trú ở. Nghĩa là chúng ta phải nương vào những bậc người xuất gia cũng được, bạn hữu của mình cũng được, những người biết tàm quý, có tu tập, biết giữ gìn pháp, biết nuôi pháp lành, biết ngôn ngữ từ ái. Người có sử dụng ngôn ngữ từ ái, tự mình tinh tấn và dìu dắt mọi người tinh tấn. Ở đây có ai tụng kinh Địa Tạng không? Nhớ kinh Địa Tạng á. Ở trong hay kinh hay nói á, nếu có một cái người nào làm lành mà còn khuyến những người khác làm lành, phước đức lớn lắm. Cho nên thí dụ như trường hợp mình có làm lành đó, mình có làm lành rồi mình thấy người khác làm lành, mình phải vui vì có người tùng theo cái lành đó của mình làm. Thứ hai là con khỉ biết trú ở những chỗ yên tĩnh lúc chiều về. Con người ta cũng thế, bận rộn cả ngày cũng phải dành cho mình ít nhất 15 phút mỗi ngày để trở về sự vắng lặng của tâm hồn. Thưa đại chúng, quý vị ráng tập làm sao mỗi ngày có 15 phút cũng được. Tụng một thời kinh, niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú, nói chung làm gì cũng được, ít nhất 15 phút. Đây là Pháp Hòa nói là tệ lắm rồi đó. Còn trả giá 2 phút được không, 3 phút được. Trời đất ơi, nghĩa là hoành tráng nguyên ngày mà có 15 phút sủi lơ mà không chịu nữa. Thưa, 15 phút đó mà giữ điều như vậy, rồi khuyên bạn hữu cùng làm như vậy với mình. Quý vị tập đi, 15 phút tới 20 phút mà đều đặn, quý vị sẽ thấy một kết quả rất lớn. Hay lắm. Cái 20 phút đó mình vắng lặng đó, nghĩa là mình hiểu, mình trở về và mình thấy được. Có nhiều khi 20 phút ngồi tĩnh lặng mà mình thấy được lỗi của mình suốt cả ngày hôm nay. 24 giờ trừ 8 tiếng ngủ là còn nhiêu? Còn mười mấy? 16 tiếng. Mà 16 tiếng đó biết mình tạo bao nhiêu cái lỗi do ăn, nói, ngôn ngữ không từ ái, ý nghĩ không lành mạnh, hành động không dễ thương. Lời nói, hành động, suy nghĩ có thể tạo nghiệp xấu trong 16 giờ đó. Mà chỉ cần 20 phút yên tĩnh, chúng ta sẽ thấy cái lỗi của 16 tiếng đó. Hoặc là mình thấy được trong 16 tiếng đó mình dở hết 3 hay 6, còn 10, biết mình tu khá khá. Mà Đức Phật nói rất hay câu như thế này: như một người đến một cái hồ nước, nhìn cái mặt mình trong nước, thấy mặt mình không có lọ, không có dính lem, người đó sẽ tự nói: được, mặt tôi rất sạch. Nhưng mà nếu người nào đến ở một cái ao nước trong bình lặng, thấy mặt mình dơ, liền thấy được vết dơ và rửa, người đó có cơ hội sửa sai. Cho nên Đức Phật dạy rất hay ở những bài kinh rất đơn giản như vậy. Và hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng và Pháp Hòa thưa với đại chúng hai cái hạnh của con khỉ. Lâu nay quý vị thấy Đức Phật nói con khỉ là tượng trưng cho tâm phóng túng nè. Rồi con khỉ là nó hay nó hòa hợp, mà con khỉ nào mà nó tách đoàn nó ra là nó sẽ bị khổ lụy nè. Mà bây giờ có một bài kinh Phật nói ở con khỉ nó cũng có những cái hạnh hay đó mình học. Đức Phật hay lắm.
Mai mốt Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe nhiều con. Con lừa, con gà, con sóc, con gì Phật cũng nói được hết trơn. Cho nên Phật mình mới ta gọi Phật là bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trí biết tất cả. Thôi thì chiều hôm nay được thăm đại chúng buổi sinh hoạt đầu tiên này, Pháp Hòa rất vui được gặp tất cả quý vị xa gần, để chúng ta cùng có những ngày sinh hoạt đầm ấm trong tình đạo Pháp như thế này. Xin cầu nguyện cho đại chúng luôn luôn thân tâm được an lạc, tinh tấn tu học và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành tựu những cái sở nguyện của mình. Và thưa đại chúng, chúng ta sống có hai phần thôi. Một là phước, hai là nghiệp. Hễ nghiệp hết thì phước tới, mà phước hết thì nghiệp tới. Vậy thì chúng ta hãy thấy rằng chúng ta đang có phước, rất nhiều phước. Trước hết là phước được làm người, kế đến là phước được gặp pháp lành, kế đến là được ở một cái quốc độ mà thoải mái đời sống để chúng ta tu tập. Mà không trân trọng những không biết quý phước đó rồi tu tập tiếp nữa mà chúng ta bị tổn phước thì uổng lắm. Cho nên chúng ta tu để chúng ta có được cái tuệ giác, có cái chánh niệm để thấy được những cái điều kiện tốt nó trội hơn những cái khổ lụy. Thì từ đó khổ lụy nhờ vậy mà lắng xuống. Nó nhờ những cái lành thiện này nó lấn, nó áp, nó bao dung, nó bao bọc và hạnh phúc lớn. Ví dụ Pháp Hòa nhiều bệnh, nhưng mà ngay tuy nhiều bệnh nhưng mình vẫn có thể còn đi đứng chút chút được, nói năng chút chút được. Thành thử ra vui với cái đó hơn là buồn ở cái bệnh. Cho quý vị thấy Hòa cười, nói thoải mái. Nhưng mà có ai biết ở trong em nhiều chúng sanh nó đang hoằn quại. Cho nên thấy cái bệnh cũng là một chúng sanh. Thưa đại chúng, là mình ở ngoài đời á, mình hay đi bác sĩ coi coi mình thiếu gì, mình uống thuốc bổ có không. Uống thuốc bổ từ vitamin A cho đến vitamin Z là Z á, tức là từ đầu đến đuôi đó. Vậy mà mình quên kiểm soát tâm hồn mình thiếu chỗ nào để mình bổ cái đó, thiếu cái đó. Uống thuốc bổ đủ thứ hết, nào là vitamin C, vitamin D, vitamin B, đủ thứ hết. Vậy mà tâm hồn mình thiếu sót nhiều mà không chịu bổ. Vậy làm sao mình sống vui được? Khỏe cái thân nhưng mà khổ cái tâm. Thôi thì bây giờ làm sao có hạnh phúc ở cái tâm hồn? Bằng cách tu tập. Chúc đại chúng an vui. Đủ duyên ngày mai chúng ta gặp lại. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công này tập hướng thà Thank you.